Vingroup và Casua ký MOU thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế. Ngày 4 tháng 7 năm 2023, tập đoàn Vingroup công bố đã ký biên bản ghi nhớ MOU với Tổng công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc Casua trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc 2023. Hợp tác nhằm mục đích thúc đẩy kinh tế, tăng cường hợp tác thương mại và năng lực cạnh tranh xuất khẩu giữa hai quốc gia. Theo nội dung thỏa thuận, Vingroup và Casua sẽ hợp tác song phương trong các dự án có sự tham gia của các công ty Hàn Quốc do Vingroup xúc tiến, đồng thời hỗ trợ bảo hiểm thương mại để mở rộng thị trường mới và xúc tiến dự án chung. Cụ thể, Casua sẽ cấp bảo lãnh để hỗ trợ cho các nhà cung cấp, công ty xây dựng, kỹ thuật có xuất xứ Hàn Quốc có thể cung cấp sản phẩm như pin, phụ tùng xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng, thiết bị xây dựng hoặc dịch vụ như quản lý công trình, cung ứng vật liệu sản xuất cho Vingroup và các công ty con. Dưới sự bảo trợ của Casua, các nhà đầu tư Hàn Quốc cũng có thể đầu tư hoặc liên doanh với Vingroup hoặc các công ty con của tập đoàn, mở ra cơ hội kinh doanh tiềm năng dài hạn. Hai bên cũng thể hiện nguyện vọng phối hợp để tìm hiểu khả năng cùng tham gia vào các dự án và cơ hội phát triển thị trường qua hình thức dụng xuất khẩu và các chương trình bảo lãnh của Casua. Chia sẻ về hợp tác, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, chúng tôi rất vui mừng chào đón sự hợp tác với đối tác Hàn Quốc Casua trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam. Hợp tác giữa Vingroup và Casua sẽ góp phần vào sự phát triển thương mại và đầu tư. Hai lĩnh vực mũi nhọn của cả hai nước thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, đồng thời mở rộng thị trường sản xuất và xuất khẩu quốc tế. Ông Lee In-ho, Tổng Giám đốc Casua cho biết, Đông Nam Á là thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao với nguồn lao động và tài nguyên dồi dào. Chúng tôi tự hào khi hợp tác chiến lược với Vingroup, một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu trong khu vực, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chiến lược của Hàn Quốc và mở rộng xuất khẩu. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển và mở rộng thị trường ra toàn cầu của Vingroup, đặc biệt trong cuộc cách mạng di chuyển xanh mà cả hai bên cùng theo đuổi. Tổng công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc Casua được thành lập vào tháng 7 năm 1992 theo luật bảo hiểm thương mại với mục đích thúc đẩy thương mại và đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Hàn Quốc với sứ mệnh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hợp tác với Casua khẳng định nỗ lực của Vingroup trong việc liên tục tìm kiếm và kết nối với các doanh nghiệp hàng đầu để cùng nghiên cứu, đầu tư các sản phẩm, dịch vụ thông minh, sáng tạo và bền vững cho người tiêu dùng. Về Vingroup, thành lập năm 1993, Vingroup là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu khu vực, hoạt động trong 3 lĩnh vực cốt lõi bao gồm công nghệ, công nghiệp, thương mại dịch vụ, thiện nguyện xã hội. Về Tổng công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc, Tổng công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc được thành lập vào tháng 7 năm 1992 theo luật bảo hiểm thương mại với mục tiêu thúc đẩy thương mại và đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Hàn Quốc với sứ mệnh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.